Hello mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái dự án rất là tiềm năng, đó là Gram 10 cái đồng unit. Thì đây là một cái trang web của nó này, nhìn rất là đẹp mắt. Và mọi người có thể tham khảo qua một số cái thông tin trên cái trang web này của nó nhé. Rồi thì mình chỉ lướt qua ở đây thôi. Thì cái mã thông báo này nó sẽ cho airdrop và pre-sale sau 83 ngày nữa, tức là còn 83 ngày nữa thì nó sẽ kết thúc cái chương trình này. Ở đây thì mọi người có thể mua nhé, mua tối thiểu là 0,01 BNB này. Đó thì cái này mọi người có thể dán cái địa chỉ BSC ở đây để tạo ra một cái liên kết giới thiệu rồi đi giới thiệu nhé. Thì mình sẽ điểm qua một cái số cái thông tin chính của nó thôi. Thì đây là cái phân bổ mã thông báo của nó này, cộng đồng và quan hệ đối tác này, người sáng lập này, rồi các kiểu này. Nó sẽ sử dụng cái tiền thu nhập này để dành cho tiếp thị là 60% này, 30% phát triển phần mềm và dự trữ 10% BNB. 10% sẽ dành cho để chi phí pháp lý. Rồi thì mọi người có thể đọc qua đây, nó hơi dài một tí nên mình sẽ không đọc, nên mọi người sẽ tự tham khảo nhé, để khi quyết định là claim hay là mua nhé. Rồi tiếp theo thì sẽ kéo xuống để xem cái roadmap của nó. Thì ở đây cái roadmap của nó thì nó, mọi người đọc này, tháng 8 thì nó sẽ bắt đầu lập kế hoạch này và thử nghiệm hợp đồng này. Tháng 9 thì chương trình airdrop và bán trước được bắt đầu này. Tháng 12 thì nó sẽ list ở trên list tên ở trên chất wallet này, coi Makecap này, coi Gecko và Pancake Swap để thêm vào cái danh sách thanh khoản nhé. Rồi tháng 1 này rồi thì nó sẽ làm cái gì đây, nói chung là chưa hiểu lắm. Ok, thì tổng quan cái dự án nó là như vậy. Thì để claim được cái đồng này thì mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó bấm vào trên cái thanh tìm kiếm này để copy cái địa chỉ này của nó vào nhé. Ok, sau đó thì mọi người sẽ quay trở về ví chớt cho mình. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào cái mục DApp. Rồi ok, sau đó dán cái địa chỉ lên thanh tìm kiếm này. Rồi sau đó bấm cho nó chạy. Và mọi người chuyển đổi sang mạng Smart Chain. Rồi ok, sau đó thì mọi người kéo lên và bấm vào claim. Rồi cái phí ga của nó là 1,54 đô, cũng tương đối là cao, nhưng mà thường thì tiền nào của đấy. Theo mình đánh giá thì đây là một cái dự án rất là tiềm năng, nên là mọi người cũng cân nhắc nhé, nếu mà cảm thấy mà claim được hoặc là mua được thì làm. Rồi thì để mọi người có thể chỉnh phí ga xuống một chút nhé. Rồi mọi người sẽ bấm vào cái bánh răng này cho mình thì sẽ điều chỉnh cái phí ga nó xuống một chút thôi. Ok. Rồi. Mình sẽ thử chỉnh xuống 9 xem là nó có được không. Sợ thấp quá nó không cho giao dịch. Rồi sau đó bấm ghi lại này. Ok và bấm chấp thuận. Rồi như vậy là nó đã claim xong nhé. Thì bây giờ mọi người sẽ thoát ra này và bấm vào cái mục ví cho mình. Rồi sau đó thì sẽ bấm vào Smart Chain. Ở đây thì mọi người sẽ bấm vào cái gói hợp đồng thông minh này, giữ và sao chép cái địa chỉ này. Ok. Tiếp theo thì mọi người sẽ quay trở lại ví chớt và bấm vào góc trên cùng ở trên bên phải đây nhé. Rồi mọi người sẽ dán vào. Tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào tự thêm các đồng tiền mã hóa. Ok, sau đó chuyển sang mạng Smart Chain. Rồi ok, và sau đó bấm vào nút dán. Rồi như vậy là cái đồng Uniswap đây nó đã hiện ở đây nhé. Mọi người bấm làm xong. Rồi load lại thôi. Ok, như vậy là mình đã claim xong 10 cái đồng unit này. Thì những cái dự án mà nó cho mình claim ít ấy, hoặc nó cho một vài đồng thôi thì khả năng là rất là tiềm năng. Nên là mọi người cân nhắc làm những cái kèo như thế này nhé. Theo mình thì cũng không nên bỏ lỡ những cái kèo như thế này.
Rồi ok, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án và chúc mọi người Clam thành công và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.